Alo, chào anh em, chào mừng anh em quay trở lại với channel của AD Hub. Hôm qua thì ngày 11 tháng 7 thì mình thấy khá nhiều anh em có nhắn tin đến cho AD Hub thì báo là cái link con Sunwin nó mới bị chặn và rất nhiều anh em thì cũng không vào được. Và nói chung thì với cái con Sunwin nó bị chặn thì nó điều rất chi là bình thường thôi anh em. Trung bình tháng nào nó chả bị chặn vài lần. Thì Sunwin với lại Gotham 8 thì nó lại thuộc cái hệ mà những cái con game lớn và những cái con game to ấy thì lại thường hay bị soi. Chính vì vậy mà cái việc mà nó bị chặn thì là điều đương nhiên thôi. Chính ra là cái mình ấy, anh em mình đang chơi tài xỉu cái này nó đều là vi phạm pháp luật thôi. Thì nhà nước người ta cũng muốn là làm sao để có thể là hạn chế anh em chơi lại, đỡ trường hợp anh em mất tiền đúng không? Còn đương nhiên anh em chơi thì anh em muốn chơi thì anh em chơi thôi. Đấy. Nên là những cái trang như này thì nói thật là anh em nếu mà anh em vẫn còn đang học sinh sinh viên tốt nhất anh em không nên chơi. Nhưng anh em mà đã kiếm được ra tiền thì anh em có thể là anh em chơi thôi. Thì ở đây thì với cái con mà Sunwin nó mới cập nhật đấy thì là mình đã tìm hiểu được cái link mới của nó. Hiện tại cái link web của nó đang là web.sunwin.win này anh em. Thì hôm nay thì mình sẽ làm video hướng dẫn cho anh em tải con game Sunwin này nhá. Anh em có thể là chơi trực tiếp ở trên bản PC cũng được hoặc là chơi trên bản điện thoại tùy theo cái nhu cầu cá nhân của anh em thôi. Đợi tí này, cái máy mình thì cũng nói thực sự với anh em là lâu lắm rồi mình không tải Sunwin về nên là không biết là hiện tại thì nó vào nó phải cập nhật lâu như vậy. Chờ một chút, nó đang chạy lại những cái dữ liệu ở trong game ấy, ví dụ như những cái con game tài xỉu hay là sóc đĩa hay là tất tần tật ấy thì nó cần phải chạy lại đã. Bao giờ nó load xong thì nó sẽ cho anh em đăng nhập vào. Cũng lâu đấy nhỉ. Hiện tại thì mình có check ở bên Google thì mình thấy rất nhiều các cái link mà Sunwin fake, những cái trang mà nó đẩy Sunwin lên top anh em. Trong lúc chờ đợi thì anh em chúng ta có thể check như này này. Anh em vào Google anh em gõ tải Sunwin như này này thì anh em để ý là có rất nhiều các trang mà nó lên trên này này. Đấy, anh em không biết thì cái trường hợp mà anh em bị mất tiền nó là chuyện bình thường thôi, rất dễ bị mất tiền nhầm lẫn với những cái trang này, anh em thấy không? Đấy, thấy không? Đấy, những cái trang này Sunwin các kiểu là Sunwin.zip này, đấy, đều là những cái trang Sunwin.in này, đều là Sunwin fake thôi nhá. Nên là tránh trường hợp mà tiền mất tật mang thì anh em có thể là đăng nhập trực tiếp hoặc là tải trực tiếp ở dưới cái phần link tải, phần mô tả mình ấy. Mình cũng đã chuẩn bị cho anh em khá đầy đủ rồi, link Android cũng như là link web. Thì ở đây nếu anh em chưa có tài khoản thì chúng ta sẽ đăng ký game. Còn nếu anh em đã có tài khoản rồi anh em đăng nhập như bình thường thôi. Nó cập nhật lại thôi nên là tài khoản vẫn là tài khoản cũ thôi. Lâu rồi mình không đăng nhập vào cái này. Ở đây thì nó có hai dạng captcha nhá, một dạng là ví dụ như 26 trừ 5 thì kết quả nó bằng 21 này. Đấy. Một dạng nó là tính toán. Đâu để mình xem nào. Nói chung thì với con Sunwin ấy, nếu mà con Sunwin bản thật thì anh em vào anh em khi anh em check cầu ấy, anh em phải ngắm được cho mình là ở những cái trang này, những cái chỗ này này đúng không? Cái phần check cầu nó như này và mặt bên của nó là như này. Đấy. Nhiều các con mà nó fake giống y thật nhưng mà những cái trang check cầu nó là fake ấy. Đây là trang cái chỗ hình cái tờ giấy này thì là nó là cái chỗ check cái điểm phiên. Đây để cho anh em check cái phiên của anh em này. Đấy. Đấy thì là ok. Nếu mà những cái con thật thì nó sẽ có tài xỉu live stream như thế này. Con fake nó không có nha anh em nhá. Đấy, chờ loát đi. Nói chung là con thật thì nó sẽ có, còn những cái con fake thì nó vào thì nó báo là game sắp ra mắt thì những con đấy là con fake. Đấy thì nói chung là đây thì đã là cái bản mà cập nhật lần thứ không biết bao nhiêu của nó rồi. Đấy, mình thì thường xuyên thì mình nếu mà anh em cần thì mình sẽ làm video để hướng dẫn cho anh em cách cập nhật cái link mới nhất. Thì anh em có gì anh em không hiểu anh em có thể để lại cái tên ở dưới phần mô tả Ừ, chửi tôi nó không mà theo chửi dưới cái tôi. phần bình luận cho Ờ mình nhá. chém đi. Nếu mà anh em muốn cập nhật cái link mới nhất ấy. Cái này nó được Mà cái nó tôi thay không nói đổi chuyện với cái người giao hả? diện chỗ dưới này trông nó cũng đẹp Thì hơn là đấy nhỉ. xỉu. Đấy. Một hai Nói năm. chung là trông nó sáng sủa hơn này.
Đây anh em chịu muốn chơi chẳng livestream thì thôi, anh nói em với đi anh qua hai đây người em trực tiếp anh em chơi. ra nhà là nhiều Nói may chung là mắn. giờ thì cũng không khoái săn win lắm. Xinh gái nhỉ. Thôi thoát ra đi. Thì đây là cái cách mà anh em có thể tải trực tiếp ở trên bản web. Còn nếu mà anh em đang dùng điện thoại thì anh em có thể là vào trực tiếp cái này cho mình. Săn 13.win này. Cái này thì anh em cũng vào Google hoặc cốc cốc thì anh em gõ thì nó mới ra nhá. Còn ở trên đây là trên máy tính thì nó sẽ không ra được. Đây trên máy tính nó sẽ không có chỗ tải đâu. Đấy, nên là cái máy tính thì đương nhiên là nó không tương thích với cái app ở trên điện thoại rồi. Đấy, app APK ấy, thì anh em có thể vào trực tiếp điện thoại anh em gõ cái link đấy hoặc anh em bấm trực tiếp là link Android dưới phần mô tả mình nhé. Thì mình xin kết thúc cái video đây thôi anh em. Chúc anh em chúng ta tải game thành công và tải được những cái bản chuẩn của Sun Win anh em nhé. Hẹn gặp lại anh em ở clip tiếp theo. Chào tạm biệt anh em.